Với lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, Hyundai tự hào là thương hiệu xe uy tín, chất lượng dẫn đầu và là người bạn đồng hành tuyệt vời của khách hàng trên khắp các châu lục. Năm 2009, Hyundai thành công chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền dòng xe du lịch Hyundai tại Việt Nam, khởi đầu cho sự hợp tác hiệu quả, bền vững giữa tập đoàn Thành Công và tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc. Trong vòng 7 năm, từ năm 2009 đến 2016, số lượng xe Hyundai bán ra thị trường đã tăng gấp 6 lần và đứng thứ 2 về thị phần tại Việt Nam. Hai năm liên tiếp, 2011 và 2013, xếp thứ nhất về mức độ hài lòng của khách hàng khi mua xe ô tô do GD Power châu Á-Thái Bình Dương thực hiện và nhận giải thưởng nhà phân phối của năm do Hyundai Toàn Cầu trao tặng năm 2014 và 2015. Với dòng xe thương mại Hyundai, Việt Nam là thị trường tiềm năng đứng thứ hai trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các sản phẩm mới được lắp ráp, phân phối thông qua nhiều đơn vị khác nhau. Làm thế nào để mang những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng đồng nhất cho khách hàng Việt Nam? Và đó là sự khởi nguồn cho một sự hợp tác mới, sự ra đời của liên doanh xe thương mại giữa Tập đoàn Thành Công và Tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 8 năm 2017, hai bên đã ký kết hợp đồng liên doanh và Hyundai Thành Công xe thương mại đã chính thức ra đời. Tập đoàn Thành Công trở thành đơn vị duy nhất sản xuất, phân phối, xuất khẩu các dòng xe thương mại và xe du lịch của thương hiệu Hyundai danh tiếng. Đây là một sự khởi đầu hoàn toàn mới với nhiều thách thức, nhưng chúng tôi, Hyundai Thành Công xe thương mại luôn vững niềm tin và tiềm lực để hướng tới trở thành nhà sản xuất, phân phối, xuất khẩu xe thương mại số 1 tại Việt Nam. Một Hyundai mới tại Việt Nam, một Hyundai toàn châu Á. Sự hợp nhất sẽ tạo nên một thương hiệu, một đẳng cấp, một nhà sản xuất phân phối Hyundai duy nhất tại Việt Nam với sản phẩm và dịch vụ vượt trội. Chúng tôi tự hào khi là công ty đầu tiên tại Việt Nam thực hiện sứ mệnh xuất khẩu xe thương mại ra thị trường quốc tế, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam. Nằm trong tổ hợp sản xuất ô tô tại Ninh Bình, nhà máy sản xuất và lắp ráp xe khách, xe buýt, xe tải được quy hoạch giai đoạn 1 trên diện tích 25 hectare với công suất dự kiến 12.000 xe một năm cho dòng xe khách, xe buýt và 30.000 xe một năm cho xe tải các loại. Được trang bị dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ và hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, nhà máy sản xuất tại Ninh Bình đảm bảo sản xuất và lắp ráp được những dòng xe thương mại chất lượng với quy trình quản lý nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế của tập đoàn Hyundai Motor Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất trong khu vực. We are going to start sales from October 15th of this year. So with the main product including light, medium and heavy duty truck. And 29 seat, 45 seat bus. On March 2018, we are going to start production of the first assembled product, the S250 Solati. Hyundai Thành Công xe thương mại đang đẩy mạnh việc triển khai thiết lập mạng lưới 80 đại lý phân phối trên toàn quốc. Tất cả các hệ thống đại lý đều được áp dụng tiêu chuẩn GDSI mới nhất của Hyundai Toàn Cầu, mang tới cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm và dịch vụ. Với Hyundai Thành Công xe thương mại, mỗi chiếc xe là một thông điệp của tình yêu và niềm tin trao tặng tới mỗi khách hàng. Không chỉ một Hyundai ở Việt Nam, một Hyundai toàn châu Á, mà sẽ là một Hyundai chất lượng cho mọi sản phẩm, một Hyundai đẳng cấp trong lòng mỗi khách hàng. Một hành trình mới đã bắt đầu. Chúng tôi chấp nhận thách thức. Chúng tôi là một Hyundai. Chúng tôi là Hyundai Thành Công xe thương mại.